Thái Tử Khôn bị vạch trần xâm hại con gái nhà lành đến có thai rồi bắt phá bỏ. Không riêng gì nghệ sĩ Đài Loan đang ngồi trên đống lửa vì làn sóng Me Too thì mới đây, ở đất nước tỷ dân, trưởng nhóm Night Person, Thái Tử Khôn lại được cho nên thớt với những hành vi trái với đạo đức pháp luật. Trong gần một tuần trở lại đây, khi ngành công nghiệp giải trí đang rất nhộn nhịp bởi hàng loạt cái tên nghệ sĩ được đi nên thớt khi bị vạch trần những hành vi vi phạm pháp luật cũng như đạo đức của một người nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng lớn đối với công chúng. Trước phong trào Me Too đang diễn ra khá mạnh mẽ tại ngành công nghiệp giải trí Đài Loan thì vào tối ngày 25 tháng 6, Trương Tiểu Hàn, một blogger đình đám chuyên phui phốt của nghệ sĩ tại đất nước thủy dân Trung Quốc, tuyên bố mạnh mẽ sẽ đứng ra khui một đỉnh nêu của CBIT vào trưa ngày 16 tháng 6, hứa hẹn sẽ làm bùng nổ trên các mặt trận xã hội. Giữa đúng lời hứa trước đó của mình vào trưa ngày 26 tháng 6, blogger đình đám hoa ngữ này đã chính thức hé lộ dưa mà anh ấp mở vào trước đó. Theo đó, dưa bùng nổ hoa ngữ ngày hôm nay không ai khác chính là trưởng nhóm Night Person, Thái Tử Khôn và cô gái Si phá thai. Và người yêu cầu cô gái này phá thai chính là em út của nhà Kiếp Running Thái Tử Khôn. Thậm chí phía blogger còn công bố loạt ảnh chụp hồ sơ khám thai, cũng như những tin nhắn trò chuyện. Theo hồ sơ bệnh án, có thể thấy người phụ nữ mang thai sớm, thời gian nhập viện, và đúng ngày, mùng 5 tháng 7. Cụ thể vào ngày năm 20, ngày tỏ tình của Trung Quốc, và năm 2021, Thái Tử Khôn đã hẹn hò tại một quán karaoke tại Triều Dương thông qua sự giới thiệu của những người bạn. Sau đêm karaoke đó đến sáng ngày 21, cả hai đã phát sinh quan hệ. Sau hơn một tháng, cả hai có những hành vi quan hệ nam nữ. Cô gái phát hiện mình có thai và báo cho Thái Tử Khôn, đồng thời hỏi ý kiến nam thần tượng sẽ xử lý cái thai trong bụng ra sao. Thay vì giữ lại và chịu trách nhiệm với những gì đã làm thì phía nam thần tượng đã yêu cầu cô gái đi phá thai. Thuận theo ý kiến của Thái Tử Khôn, đến ngày 5 tháng 7, cô gái đã một thân một mình đi phá bỏ cái thai của mình và nam thần tượng đỉnh đám hoa ngữ. Sau khi biết tin, mẹ của Thái Tử Khôn đã cho rằng cô gái là người mưu mô gài bẫy con trai cưng của mình. Để tìm ra chân tướng sự việc, Thái Tử Khôn cũng đã thú thật với mẹ rằng vào đêm nam thần tượng có quan hệ nam nữ với cô gái kia, cả hai đã không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Chính vì vậy, mẹ của Thái Tử Khôn cũng đề xuất hai phương án giải quyết hậu quả. Một là tìm cô gái kia để yêu cầu được bồi thường, hai là liên hệ nhân viên công tác theo dõi lắp đặt camera trước nhà cô gái để gài bẫy cô. Đồng thời trong thời gian này, mẹ của Thái Tử Khôn cùng nhân viên phân tích khả năng rằng cô gái kia có mang thai giả hay không, đồng thời nghi ngờ đứa con là của cô gái kia, là người đàn ông khác chứ không hề của Thái Tử Khôn. Sau đó phía Thái Tử Khôn điều tra được Si có quan hệ với một người đàn ông khác vì camera quay được cảnh cô cùng một người đàn ông lạ mặt về nhà lúc 3 giờ sáng. Cuối cùng thám tử nói rằng người đàn ông đó là bạn thân của cô gái này. Sau khi blogger Trương Tiểu Hàn tung ra bằng chứng đã khiến giải trí hoa ngữ sốc, phía phóng viên của đất nước tỷ dân cũng đã liên hệ với phía Thái Tử Khôn để đảm thực hơn thông tin, thì phía đại diện của nam thần tượng đã từ chối trả lời. Hiện thông tin đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng và truyền thông. Rất nhiều người tỏ ra khá sang trần tâm lý bởi một người bề ngoài thiện lành như Thái Tử Khôn có thể làm ra được chuyện này. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có ít phút khi scandal của Thái Tử Khôn được tung ra, từ khóa Thái Tử Khôn có quan hệ với một cô gái mang thai, Thái Tử Khôn bảo cô gái hãy bỏ đứa bé, đã leo top 1 hot search. Ngoài ra, phía blogger Trương Tiểu Hàn cũng cho biết đây cũng chỉ là phần mở màn, câu chuyện hai về nam idol sẽ được phía blogger tung ra tiếp ở phần sau.